Dạ, Trần Việt xin mến chào quý vị và các bạn. Bữa nay là 4 tới tháng 11, ngày mai đó là ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. Thì hôm nay Trần Việt muốn giới thiệu quý vị cái bài diễn văn rất là ngắn của ông Tổng thống Trump. Chỉ có 11 giây thôi mà đã làm cho Trần Việt phải làm cái clip này. Tại vì Tổng thống Trump quá yêu thương người Việt Nam. Thành ra mong lần quý vị lắng nghe cái clip này nghe Tổng thống Trump nói như thế nào. Ông nói tiếng Mỹ thì chút xíu nữa thì Trần Việt sẽ dịch ra cho quý vị nghe. Mời quý vị lắng nghe tiếng Mỹ của ông. The Americans, very, very powerful, very, very strong, smart, brilliant, energetic. We love them. You have always stood by me, and I will always stand by you. Vietnamese Americans, very, very powerful, very, very strong, smart, brilliant, energetic. We love them. You have always stood by me, and I will always stand by you. Đó, ông nói như thế này. Vietnamese American is very, very powerful. Very, very strong, smart, brilliant, energetic, and we love them. You always sit by me and I always stand by you. Ông nói đại khái là người Mỹ gốc Việt, là nói chung là cộng đồng người Việt đó, rất, rất mạnh mẽ. Rất rất mạnh mẽ, thông minh, xuất sắc, tràn đầy năng lượng và chúng tôi yêu họ. Quý vị hãy luôn ngồi bên tôi và tôi sẽ luôn sát cánh cùng với bạn. Trời đất ơi, ổng yêu thương người Việt như thế này thì làm sao mà không bỏ phiếu cho ổng được. Tại vì nói cho ngay, Trần Việt cũng có nghe một số người đó, họ than phiền là họ nói là ông Tổng thống Trump đó, ông không có yêu quý người Việt. Thì hôm nay đó, chúng tôi chứng minh với quý vị đó là Tổng thống Trump rất là thương mến người Việt. Mà Trần Việt mới vừa nhận cái video này thôi, thành ra làm nó quá trễ. Thành ra mong là quý anh chị em thông cảm nha. Quý em cho lắng nghe và phải phổ biến cái video này đến cộng đồng người Việt. Cộng đồng người Việt, người Mỹ gốc Việt nha. Rồi, TV, Trần Việt sẽ bỏ lên Facebook và bỏ lên YouTube. Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe.